Minasan konnichiwa, chào mừng các bạn đến với kênh Brand Recruit Việt Nam Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm mứt dừa đơn giản. Dừa được trồng hầu hết ở các tỉnh miền Tây và được trồng nhiều nhất ở tỉnh Bến Tre. Cây dừa có khá nhiều công dụng gắn liền với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, như tâm của lá dừa dùng làm chổi, còn lá nướng lửa, thân và quả dừa khô làm các món đồ thủ công mỹ nghệ. Quả dừa tươi có thể làm nước mát, uống rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, cơm của trái dừa còn có thể dùng làm mứt, bánh, nhân dân. Và sau đây mình hướng dẫn các bạn làm mứt dừa đơn giản với hai nguyên liệu chính là cơm dừa và đường cát trắng. Đối với dừa thì mình chọn loại dừa gáo vỏ không quá khô, cơm dừa mềm dẻo và béo. Mình sử dụng 250g cơm dừa đã được sơ chế, bào mỏng và 150g đường cát trắng. Chúng ta bắt đầu làm thôi nào. Bước 1, cho đường vào dừa trộn đều đến khi tan hết đường thì chúng ta tiến hành xoăn mứt. Bước 2, cho hỗn hợp lên bếp, sơ nở lửa nhỏ, đến khi khô lại thì chúng ta tắt bếp và thưởng thức thành quả thôi nào. Với hai bước đơn giản dễ làm, các bạn có thể thử làm để ăn vào ngày Tết. Mứt dừa là một món không thể thiếu trong ngày Tết truyền thống của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy bấm subscribe kênh để theo dõi những video thú vị từ Brand Recruit Việt Nam Channel nhé. Minasan arigatou gozaimasu.